ông Tập, duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga là lựa chọn chiến lược. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói Việt Trung, Nga giữ mối quan hệ thân thiết phục vụ lợi ích cả hai bên và kêu gọi đẩy mạnh hợp tác song phương. Duy trì và phát triển quan hệ Trung, Nga là lựa chọn chiến lược được cả hai bên đưa ra, dựa trên lợi căn bản của nhân dân hai nước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tại cuộc gặp ở Đại lễ Đường Nhân dân, Bắc Kinh, ngày 20 tháng 12. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết thêm hai nước nên liên tục mở rộng những tác động tích cực từ các mối quan hệ chính trị cấp cao và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng, kết nối và các lĩnh vực khác. Trong cuộc gặp trước đó với người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường, Thủ tướng Nga Mishustin nói rằng quan hệ Moskva, Bắc Kinh đã đạt tới mức cao nhất mọi thời đại. Thủ tướng Nga thăm Trung Quốc từ ngày 19 tháng 12, 2 tháng sau khi Tổng thống Vladimir Putin tới Bắc Kinh tham dự diễn đàn Vành đai và Con đường. Tại cuộc gặp giữa hai lãnh đạo Nga, trung bên lề sự kiện, ông Tập Cận Bình nói sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước đang ngày càng sâu sắc. Tổng thống Nga Putin hồi tháng 9 cũng mô tả quan hệ Moskva, Bắc Kinh đạt mức chưa từng có và sẽ tiếp tục tăng cường. Nga và Trung Quốc nhất trí về mối quan hệ đối tác chiến lược không giới hạn hồi tháng 2 năm 2022. Hai bên sau đó nhiều lần khẳng định mối quan hệ song phương chặt chẽ, bất chấp sức ép từ phương Tây. Giới chuyên gia nhận định Nga và Trung Quốc đang xích lại gần nhau hơn trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây ngày càng gia tăng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.